người yêu mến địa danh Điện Biên Phủ gắn liền với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, không chỉ động lại nơi vùng đất Điện Biên là những hình ảnh chứng tích lịch sử, mà hơn thế là cảm nhận rõ ràng những đổi thay sau bao năm miệt mài kiến thiết dựng xây. Hôm nay em tự bằng